Tổ 1, nhanh chóng đánh chiếm một súng tổ 1. Đúng, tôi đã có đơn phát. Tổ 1 thu thập. Đồng chí tổ trưởng chú ý. Lệnh đồng chí tiểu trưởng nhanh chóng đánh chiếm khẩu súng số 1. Rõ. Rõ. Bốc bắt đầu. Tổ 3 đã tiêu diệt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Hết. Tổ 1 đã tiêu diệt đủ số 1, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Hết. Tổ 4 đã đánh chiếm một số 1. Hết. Đồng chí Độ, đồng chí có quyết tâm thực hiện nhiệm vụ không? Có. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Kinh nghiệm của em bơi sông nhiều từ hồi nhỏ rồi. Ở sông ý, những chỗ nào nước lặng ấy, ban ngày nắng nó chiếu vào là sẽ ấm. Đến buổi tối khi nhiệt độ chênh rồi thì chỗ đấy nó vẫn ấm. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành luyện tập bơi vượt sông bằng bao gói ni lông. Mỗi đội gồm 3 đồng chí, trong đó 2 đồng chí chiến sĩ mới và 1 đồng chí chiến sĩ cũ làm tổ trưởng. Đồng chí Thạch. Có. Ưu tiên đồng chí chọn 1 đồng chí chiến sĩ mới về đội của mình. Tôi sợ lạnh. Ngày xưa đến giờ là tôi hay bơi sông nhất ạ. Tôi chọn đồng chí kế bên ạ, đồng chí Độ. Đồng chí Độ. Có. Đồng chí có sẵn sàng cùng đồng chí Thạch vượt qua quãng sông ở phía trước? Sẵn sàng. Cho phép đồng chí chọn một đồng chí chiến sĩ cũ làm tổ trưởng. Báo cáo đại đội trưởng, tôi chọn đồng chí Ánh Dương. Được. Đồng chí Anh Tú. Có. Đồng chí có sẵn sàng cùng với đồng chí Khánh thực hiện nội dung vượt sông ở phía trước không? Tôi luôn luôn sẵn sàng. Đồng chí Khánh. Có. Đồng chí có sẵn sàng cùng đồng chí Tú để thực hiện nhiệm vụ không? Tôi luôn luôn sẵn sàng. Đồng chí chọn một đồng chí chiến sĩ để làm tổ trưởng. Trông Cường bơi khỏe lắm. Đồng chí Cương trông khỏe đấy. Báo cáo. Tôi sau khi hội ý giữa tôi và đồng chí Anh Tú, chúng tôi chọn đồng chí Cương ạ. Đồng chí đang đặt niềm tin vào đồng chí Cương đúng không? Đúng. Đồng chí có tin tưởng vào đồng chí Cương sẽ đưa tổ sang sông an toàn không? Chúng tôi tin. Được. Để thể hiện tinh thần quyết tâm vượt sông của đồng chí, yêu cầu đồng chí hô quyết tâm đồng thanh. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Đồng chí Dân bảo là đồng chí Độ đã chọn sai người rồi. Chúng đồng chí Dương cái gì giỏi nhưng chưa muốn bơi ra. Tôi tin tưởng đồng đội của tôi. Lúc nào cũng thế. Thay người ao chắc là ấm. Dạ, yeah, mày làm gì cũng đúng rồi. Tôi muốn bơi thế không? Ôi thế, thế được thì tôi thế ngay. Trừ Khánh gọi tên mà chả Khánh chẳng tên mình. Buồn lắm ấy. Đồng chí trang bị quần áo mặt trước. Giờ mấy độ trời? 10 độ không? 10, tầm này khoảng 15 độ. Ôi, 15 độ mà đã vậy rồi hả? Chúng ta tiến hành khởi động. Tại vị trí, chạy thương. Chơi. Thôi. Sau đây, để cổ vũ tinh thần của công chí, tôi sẽ thực hành bơi trước. Trời ơi, đúng là người lãnh đạo, người leader của đội đây rồi. Khi nào tôi bơi sang bên kia có lệnh tiến thì công chí đồng loạt hai tổ công chí bơi. Đội nào bơi trước thì sẽ thứ nhất. Công chí cho chưa? Có. Cố lên. Cố lên. Cố lên.
Anh có lên. Thôi đổi con đi. Đổi tay đi Tú. Đổi tay đi. Đi. Không được rồi. Không được. Phải luôn. Được. Phải luôn. Cùng lên. Cùng lên. Yeah. Thôi làm được, cái đồng chí làm được. Trên thao trường hôm nay nắng cả ngày từ sáng đến tối luôn, không ngớt tí nào cả, thì em nghĩ nước nó sẽ ấm nhưng mà không, nó lạnh kinh khủng anh. Lại bị cứa bởi những cái cành của cái hoa sen. Cái phao buộc của bọn em ấy, buộc đồ ấy, nó bị bung ra nên là tay phải giữ cả súng, giữ cả đồ nữa nên là hơi bị mất sức. Đây, xin mời đồng chí Độ, đồng chí Độ đứng dậy hát lại hai câu vừa rồi đúng không ạ? Không, đồng chí Độ cũng nhầm nãy giờ đấy ạ. Báo cáo đồng chí là tôi không có khả năng ca hát. Có em không? Nên là vì không có khả năng ca hát cho nên là việc nhận thức được bài nhạc vào đầu với tôi là nó hơi khó. Ôi bầu trời, ôi bao vị thần đã chứng giám, ta hiểu lòng ta mà tại sao vẫn không mỉm cười. Hãy thử hát theo cảm xúc và những cái giai điệu vừa rồi chúng ta vừa học. Một sáng tháng năm trước ngày sinh nhật bác, một ngày thiêng liêng, một ngày lịch sử. Tôi mới nhớ được đến đấy thôi. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn đồng chí. Cảm ơn chị. Vâng. Một sáng tháng năm trước ngày sinh nhật bác, hai ba. Một sáng. Một sáng hai ba. Một sáng tháng. Anh vô đi. Tôi. Đồng chí vào đi rồi tôi vào ạ. Vô trước đi em, được vô trước kìa. Một sáng tháng năm trước ngày sinh nhật bác, một ngày thiêng liêng, một ngày lịch sử. Rừng ba lăng ba lòng bông lau nở trắng. Từ đây giữ vững tâm lý đi ạ. Quân đoàn hai ra đời. Từ ngày ấy viết lên trang sử. Tôi đề nghị đổi người ạ. Tại vì có hai lý do. Thứ nhất là do là người đồng đội hát cùng với tôi không giữ vững đúng tâm lý và bị ho. Em bị bệnh. Vấn đề thứ hai là do là tông nam và tông nữ nó sẽ khác nhau rất là nhiều và tôi rất là khó bắt theo bạn và bạn cũng không thể bắt theo tôi. Đổi qua anh Độ nha. Ok thôi, thảm họa, đừng. Tôi xin phép đổi qua đồng chí Độ được không ạ? Bây giờ cánh tay đồng ý ạ. Đồng ý ạ. Được không? Mà xin mời đồng chí Độ ạ. Vậy là anh dắt nó đó. Để anh dắt đi về phòng ngủ luôn. Anh Độ tụi em tin tưởng vào anh. Em cũng tin anh. Không, anh Độ anh đúng lắm á. Anh Độ trách nhiệm lắm á. À. Dạ vâng ạ. Em đến sáng trước đi. Một sáng tháng năm. Ba. Một sáng tháng năm trước ngày sinh nhật bác. Một ngày thiêng liêng, một ngày lịch sử. Rừng ba lăng ba lòng ba bông lau nở trắng. Từ nơi đây quân đoàn hai ra đời. Từ nơi đây quân đoàn hai ra đời. Từ ngày ấy viết lên trang sử mới về những sư đoàn và những trung đoàn nuôi bằng sầu xuyên qua màn đêm đi dọc miền Trung. Tiến vào giải phóng thường đức, lập chiến công đầu vẻ vang.
bừng bừng khi thế tiến công. Cả quân đoàn như một dòng sông tràn về biển đông, ào ào như thác đổ. Đánh giặc mà đi, mở đường mà tiến. Đánh chiếm thành Huế, giải phóng Đà Nẵng, thử thách sông lên. Thần tông, ta bảo quyết thắng. Tiến vào Sài Gòn, quân thù đầu hàng. Cắm cờ lên dinh độc lập, vẻ vang thay quân đoàn 2. Cả một sự nỗ lực. Lực lượng chiến sĩ mới tập trung. Nhanh nhanh khai. Chúng người hai công chức khẩn trương. Các ông chỉ đánh mặt dòng hàng, nhìn bên phải. Hớp. Hồi. Chỉnh đốn trang phục. Đối vật chất. Các ông chí cầm bàn chải kem đánh răng ở tay phải. Tay trái, các ông chí cầm khăn mặt. Nội dung thứ nhất, kiểm tra dụng cụ cá nhân bao gồm bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt của các ông chí. Được, bàn chải. Được. Khăn mặt. Hòa khô như vậy. Dạ, đồng tôi rửa mặt bằng tay không, sau đó lấy khăn mặt thấm ạ. Đồng chí Hòa rửa mặt bằng tay chứ không sử dụng khăn mặt, có đúng không? Dạ, báo đồng chí đúng ạ. Đối với khăn mặt khi cấp cho quân nhân, các ông chí phải sử dụng khăn mặt để rửa mặt, không sử dụng tay để rửa mặt. Cáo rõ. Khăn mặt. Khăn mặt của đồng chí Phương cũng tương tự khăn mặt đồng chí Hòa. Và các đồng chí là tôi có dùng khăn để rửa mặt, nhưng là chắc vì lúc tôi cầm nhúng nước không đều nên là có chỗ ướt chỗ khô ạ. Hết. Đồng chí không tiến hành giặt khăn mặt trước khi rửa mặt. Được không? Thế liệu như vậy có đảm bảo vệ sinh không? Bây giờ thì tôi biết là không ạ. Khăn mặt cũng như quần áo của nữ trang của các đồng chí, các đồng chí phải tiến hành giặt rũ thường xuyên. Trường hợp khăn mặt đồng chí Phương chỉ dùng một góc thì cái phần còn lại các đồng chí không tiến hành giặt. Như vậy thì bụi bẩn cũng như vi khuẩn tích tụ, quá trình sử dụng ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe các ông chị. Đồng chí Khánh còn có cả hộp đựng kem và bàn chải anh ra. Dạ vâng ạ. Thế đồng chí có thêm cái nội dung gì đây? Nước xúc miệng ạ. Đồng chí Khánh rất sạch sẽ, nhưng mà phạm vi nước xúc miệng không nằm trong phạm vi kiểm tra. Dạ vâng ạ. Khăn mặt đồng chí Khánh. Dạ tôi xin phép ạ. Như vừa rồi các đồng chí quan sát là đồng chí Khánh về vật chất rất đầy đủ. Như vậy các đồng chí phải học theo đồng chí Khánh quá trình giữ gìn vệ sinh. Đồng chí Độ. Có. Bàn chải đồng chí đâu? Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi vừa mất xong.